bạn, bởi vì là mình cũng là người Nùng ấy, mình vào đây thì bà cụ ấy bảo là mấy đứa cháu này cứ nghĩ là mình là người đồng bào, mình là người Kinh, các cháu thì sợ, bởi vì là ở trên này hay có một cái suy nghĩ rằng là thấy người lạ là sợ bắt cóc ấy. Đấy, là như vậy, đấy, mấy đứa chạy hết ra đây mình nói tiếng Nùng với bà thì bà bảo à. Nên là bà có biết ông Ngán không? Ông Ngán á? Ông Ngán mà hay ở trong rừng. Ông Ngán? Đi đóng bành. Đi đóng mà? Đi đóng bành là bởi vì là các bạn thông cảm nhé, mình sẽ lại nói lại lời của bà không nói được nhiều tiếng Kinh ấy. Đấy thì mình đang hỏi tiếng Nùng ấy. Lao Ngán đấy mày. Các bạn ạ, đã có thông tin rồi. Rằng là mình bảo là bà có biết ông Ngán không, bởi vì đây là chính là quê của ông, thì bà bảo à, Lao Ngán có nghĩa là nói tiếng Nùng ấy. Thì bà bảo là trước đây ấy, thì ông ở bên dưới cái thôn Trung Đô mà mình làm video ở dưới đấy. Thì nhưng mà tuy nhiên là cách đây khoảng gần một tháng thì có người của nhà nước mang gạo mắm muối mì chính lên cho ông, thì ông sợ ông lại bỏ lên trên này đấy. Và các bạn ạ, thì bà lại bảo là người của nhà nước mà hôm đấy là bọn Vương ấy, anh em là mang gạo mang đồ thực tế lên cho ông ấy. Đấy là bây giờ chính xác có thông tin rồi. Xin chào tất cả cô dì chú bác và quý anh chị thân mến. Hiện tại thì Vương đang có mặt ở tại thôn Nậm Làn, xã Nậm Mòn, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Đây là cái nơi sinh ra ông cụ người rừng sống biệt lập ở trên đỉnh núi ấy. Đây là quê của ông, thì hôm nay là Vương có mặt ở đây rồi. Thì bây giờ không biết là như cái lời giới thiệu của em gái của ông cụ ấy hôm qua nói với Vương rằng là lên trên này hỏi nhà cô ơn. Đấy thì bây giờ thì mình đang đi ở trong thôn rồi. Bây giờ có lẽ là mình phải đi tìm nhà cô ơn để hỏi thăm về ông cụ, liệu rằng là ông cụ có lên đây hay không, hay là ông cụ lại di chuyển đi một cái chỗ khác ấy. À các bạn, thì mình đang đi đường thì thấy cái lũ trẻ con này đang chăn trâu chăn bò, thì mình đi ra đây mình hỏi rồi chơi với các cháu một tí. Chú chào các cháu nhá. Các cháu đang làm gì đấy? Hả? Các cháu đang làm gì đấy? Sao đang chơi á? Sao lại chui vào trong đấy lấy cái gì ở đấy? Hả? Đây đây, cún về đây chú cho kẹo mút này. Xong rồi cho chú hỏi một tí được không? Đây đây. Đây đây, sợ à? Sợ chú à? Đây đây cún, cho chú hỏi một tí được không? À vì là nó sợ. Các bạn ạ, thì ở cái bản này mà mình biết ấy, thì hầu như đều là anh em đồng bào dân tộc Nùng, dân tộc Tày là sinh sống ở đây. Đây nó là một cái hồn ở đây các bạn. Thì ở trên kia mà nhìn xuống ấy, có những cái đám mây ấy, đang bay qua cái bản này. Thôi bây giờ mình quay lại đi. Định hỏi mấy cháu kia một tí nhưng mà nó sợ nó lại chạy mất rồi. Thế bây giờ là mình sẽ đi vào xuống dưới cái nhà kia. Em quay kia. Cái nhà kia, mình ở trên đường mình nghe thấy là có hình như là có người ở nhà. Thấy nói chuyện cũng rôm rôm ở đấy, mình đi vào đấy các bạn. Để mà mình hỏi thăm. Cách đây khoảng vài năm về trước ấy, thì chưa có cái đường nông thôn mới này đâu các bạn. Thì đường đi khó khăn lắm. Mà ngày đấy thì phải để chia sẻ thật với các bạn là toàn là đi lại ấy. Cái ngày đấy là dùng cái con ngựa để mà di chuyển đi lại. Bởi vì cái ngày đấy thì nói chung là anh em đồng bào ở đây thì như các bạn đã nắm rồi ấy, vất vả lắm. Ủa, kìa, cái chuồng bò à. Cái chuồng bò, 3-4 con bò. Thì mình đi nhiều nơi là cũng không thấy nuôi bò đâu. Nhưng mà ở trên này hình như là có cái chương trình nhà nuôi bò thì phải. Thấy các cháu nó chăn cả trâu cả bò ở ngoài đường này. Nhà nào cũng có bò.
bỏ hỏi 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 mấy đứa một tí mà chạy hết ra kia rồi, chạy hết ra kia. Thôi mình đi xuống. Sáng nay là hai anh em là cũng chủ động đi lên đây sớm sớm ấy. Lên trên này thì đã hiện tại bây giờ đã có 10 giờ kém. Dạ con chào bà. Vâng bà. À, lán cho con non nào. À, lán năm chi ạ. Em chờ. À, các bạn bởi vì là mình cũng là người nùng ấy, mình vào đây thì bà cụ ấy bảo là mấy đứa cháu này cứ nghĩ là mình là người đồng bào, mình là người Kinh, các cháu ấy sợ bởi vì là ở trên này hay có một cái suy nghĩ rằng là thấy người lạ là sợ bắt cóc ấy. Đấy là như vậy đấy, mấy đứa chạy hết ra đây. Mình nói tiếng nùng với bà thì bà mới bảo à nên là lăn mà này không nhau nào. À bắt ai sai ra. Ừ. Thế lúc lấy cho không lấy, bây giờ cho có lấy không? À, bạn đây ngăn về, ngăn cho con non phải. À, à. Ô, lại để kẹo lại để ở xe kia mất rồi. Vâng. Để ở xe mất rồi, còn hai cái nhỉ? Để xe thôi được rồi. Chín em nhá, mí. Chín chú nhá, mí. Ô, thế bà đi đâu về? Bà vẫn ở nhà thôi, cháu. À, nhà bà đâu? Bà đây. À, thôi được rồi, thế này mình với các bạn là đi vào nhà bà chơi một tí. Lắng nai nhau yếu. Ừ, thì hỏi thăm bà luôn. Thế bà ở với lại cô chú à hay là đây ạ? Ừ. À. Ừ chú. Mình vào nhà bà chơi một tí. Ừ. Đây đều là bản của người Tày, người Nùng ấy các bạn. Vừa này. À. Nó càng nó. Ừ. Ồ, ở đây vẫn còn đốt than này. Các bạn, mình về đây mình để ý này, đốt than này. Đấy, đây là cái than. Cái than mà đốt cái cây củi ấy các bạn. Nhưng mà đây là đốt từ cái cây gì hả bà? Bà không biết. À, bà không biết à? À, cái này một cân chắc là cũng phải mười mấy nghìn ấy. Vâng, vâng, vâng. Đây đi vào những cái anh em đồng bào dân tộc thì đi vào nhà lúc nào cũng có cái vải đóng ở trước cửa này này các bạn. Đấy. Ồ nhà rộng thế, nhà rộng thế. À vâng. Vâng. Ồ mà xin chú á. Thì vào đây thì bà mời ngồi uống nước ấy, nhưng mà mình muốn đi ghi hình lại một tí. Đấy. Ừ. Đây là những cái cây cột vuông này các bạn này. Đấy, nhà rộng lắm. À bà ơi. À, bà có biết ông Ngán không? Ông Ngán mà hay ở trong rừng ấy. Ở đi đóng bảnh. Đi đóng bà? Ừ đi đóng bảnh làm. À. Bởi vì là các bạn thông cảm nhé, mình sẽ lại nói lại lời của bà không nói được nhiều tiếng Kinh ấy. Đấy thì mình đang hỏi tiếng Nùng ấy. Ờ lao chờ lao ngán ấy mẹ. Ừ chờ ở đi lao ra. Tê bay còn lê lao ngán đi dù bên trên đó thôi ạ. Dù bên trên đó trở lên con này bự dù à. Con này tao khuyên này cho bó. Ừ con này phóng nhà nước ở mi chứng ở mi tôm. Ồ cái đang nhờ mà sống lê đi cho mà dù đi đóng phải à. Ừ cho phóng lán nó phóng lán ao khuyên đấy. Ồ lán thằng chứ ra. Ừ khéo đi bùi tao khuyên này hả. Ồ à con chờ phóng nhà nước ở mà phóng lán đấy. Thì các bạn ạ, đã có thông tin rồi rằng là mình bảo là bà có biết ông Ngán không, bởi vì đây là chính là quê của ông. Thì bà bảo à lao Ngán có nghĩa là nói tiếng Nùng ấy. Thì bà bảo là trước đây ấy, thì ông ở bên dưới cái thôn Trung Đô mà mình làm video ở dưới đấy. Thì nhưng mà tuy nhiên là cách đây khoảng gần một tháng thì có người của nhà nước mang gạo mắm muối mì chính lên cho ông, thì ông sợ ông lại bỏ lên trên này.
đấy. Và các bạn ạ, thì bà lại bảo là người của nhà nước, mà hôm đấy là bọn Vương ấy, ừ, con kêu ta hát này, anh em là mang gạo mang đồ tiếp tế lên cho ông ấy. Đấy là bây giờ là chính xác là có thông tin rồi. Nhưng mà cáo này là lao đấy đằng rủ ta pino á hay là pino rủ tay rủ ti ăn cơm điện điện tay không đúng khôi. Nhưng mà cáo này lao đấy đằng rủ rủ ta lăng pino á. Ủa lao đi bùn rủ lô bồ ấy bùn rủ là bồ ha, cáo này lao ngắn đấy đằng rủ sao mà lao ngắn đằng đằng ta ta dây lá rủ à các bạn mình hỏi là bây giờ ông đang ở trong rừng hay là ông đang ở với con cháu, thì bà bảo là ông bây giờ hiện tại là đang ở với cháu à? Cháu của ông đúng không? Ừ. Đấy, đang ở với cháu của ông. Ta với lái gì? À. Thế là có thông tin rõ ràng rồi. Cách đây xa không bà? À, thế à? Thế tí cháu dẫn chú đi nhá. Được không? Cái này không biết đâu. Thế còn còn chị lớn lớn tí hay là bà dẫn con đi nhá? Ừ, nãy xuống khá lôi lên đàn hạt cái này phải cái này lòng cô này cái ra dụ đàn năng xe phải như phải lộ đêm trong lòng phải 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 thú tự chú dẫn đi à. Mình đang bảo bà dẫn đi nhưng mà bà bảo là người không được khỏe. Đấy, bà không đi, bà bảo không bỏ cu này đi được không, lán cái cho vườn nong bù bú nào lán này, này đi một ngày tấy tay chê cái lán đi ông tí chú giao kẹo lán, nhá lán dẫn chú đi ấy nhá. Lán năng xe phải khá lùn trong trong nước mà khá lùn lòng phải bay ngay ngay như mẹ phải chơi chủ dân như bay em về nay bay răng hay làm răng không thì bà không được khỏe nghe các cháu kiểu hơi tâm lý là sợ sợ mình ấy các bạn thì bà dạ ơ giảm lớn lên bài gì? Chị chỗ nào này là bị chơi chị tê tê bài, chị mượn lúc bài. Mà tay khá lâu phải lấy bản này. Tay bản tay khá lâu biên trong này cần phải nhớ đi hả? Mẹ cặp luôn, mi lóng luôn, mi khá lòng tiện tiện. Khá lâu phải bài chơi bê tông bỏ. Ừ, chơi biên trong có lắng. Có phải đường giải có phối không? Ừ, giải đá không? Giải đá não mẹ lúc này não mẹ. À biết hả? Ừ, dán lấy luôn phần thì bà đang chỉ đường cho mình em đi ra kia. Ừ, chơi à. Đấy, cái nhà mà ở gần cái chỗ máy xúc cuốc kìa, Thắng quay ra kia. Máy xúc cuốc ở bên kia kìa. Thì hiện tại bây giờ là ông đang ở với cháu cái nhà ở bên đấy. À, vâng, thế con cảm ơn bà nhé. Đấy. Tí con quay lại. Ừ, nếu là người ta phản nào. Lắm năng xe phải nhớ đi đi hàng mà khá lùi đường trong phải lắng chạy lắng dân nhường chạy bay phải lùng bay đi thì nghe mấy lán nghe lùng bay đi lán tàu sáng phải chạy chú mua đi bay chừ lán đấy luôn nhở nhà cháu chừ lán đấy nhà cháu của ông cụ đúng bố Khôi bố Khôi đúng không ạ, nhà bố Khôi nhà bố Khôi ở đâu lán nó hả hay cún cùng chú đi được không? Thấy mặc cái váy rất là đẹp. Về đây chú nói chuyện một tí được không? Mới này Pia khảo yếu này bỏ. Bố đây á, ôi rồi ngang dơ sáo lên là bố can hát khảo. Em lán tao phải hỏi cháu đi nhá, tí cháu lại quay lại. Vâng. Thế bây giờ là mình mới lại các bạn đi sang bên đấy. Đi về chỗ xe xong rồi đi sang mình đấy. Nào đi Thắng ơi. Lúc nãy là bà cụ là bà chỉ cho mình ở tận đầu bên kia. Đấy các bạn. Thì bây giờ là mình từ bên kia mình đã đi sang bên này rồi. Đi một cái đoạn đường chắc là cũng chỉ tầm khoảng 1 cây số thôi. Bây giờ hiện tại thì mình đang đi đúng cái chỗ mà bà cụ chỉ cho mình là nhà mà ông cụ đang ở với cháu ấy. Nhưng mà lúc đấy là nhìn như thế nhưng mà không biết là có chính xác hay không. Thì phía trước kia là gặp có một ông chú không biết là đang làm cái gì ấy. Mình với các bạn là đi vào đấy hỏi thăm một tí. Nhìn cái bao thì giống ngô. Cháu là chú nhá. À vâng. Chú hôm nay đi làm gì mà ở đây nhiều xe đấy hả chú? Đi làm đây. Trồng lúa. Nhà mình bẻ ngô hả chú? Vâng. Của nhà mình hay là đi bẻ giúp ạ? Nhà mình để một tí để cho lượng ra. Đây bà con ở trên này đang đúng cái mùa mà thu hoạch ngô. Nhà chú có trồng được nhiều không? Ngô. Vâng. Có phải trồng chứ nhưng mà dân thì phải trồng ngô ấy, trên này toàn. Vâng, nhưng mà có nhà mình có trồng được nhiều không? Hơn 10 cân. À.
Thế tất cả xe của mọi người đây là đều đi giúp nhà chú hết à? Không, cái này nó đi làm nhà khác rồi. À, à chú ơi, cho cháu hỏi thăm một tí là nhà chú Khôi là ở đâu hả chú? Chú Khôi, Khôi nào nhỉ? À, mà chú Khôi mà có cái ông chú mà đi ở trong rừng ấy. À, ở đây, ngay đây này. Đây, cái nhà này á? Vâng, đúng rồi, nhà này đấy. À, thế ạ? Vâng, vâng. Vâng. Vâng, vâng, có cần cháu giúp không? Phải giúp đâu. À, vâng. Vâng, thế cháu cảm ơn nhá. Vâng, vâng, vâng. Biết. Bác ạ. Dạ. Thế nhà chú Khôi ạ? À? Vâng. Thì, vâng, thế cháu chào chú nhá. À, đây rồi, mình vừa hỏi ông chú thì ông ấy lại bảo là nhà bên dưới này thôi. Thì cũng chính xác là cái nhà mà mình đã nhìn ra và bà cụ đã chỉ cho ấy. Không biết là mình đang tìm đường. Đang làm gì ạ? À thế ạ. Không biết là đi đường nào. À, từ đây sang kia là cũng là nhà của chú ấy hết à? Chỉ có mỗi cái nhà này thôi gì? À. À à. Đây đây, đi xuống đường này thắng ơi. Đi cẩn thận nhé. À, khi mà mình đến đây ấy, thì mình thấy là cái nền là vừa cuốc này, à, các bạn này, cái gỗ này chắc là nhà cũ. Còn đây là cái trùng bò, trùng trâu ấy. Thì mình nghe ông chú kia bảo là đây là nhà cháu của ông rồi. Thì người Nùng ấy hay gọi theo tên con ấy các bạn. Đây không biết là cái gì đây. Đây không, à đây là gỗ. Đây là gỗ chắc là. Đây là gỗ. À chú Khôi ơi. Chú Khôi có nhà không? Chú Khôi ơi. Nhưng mà mình để ý là lại không thấy ai ở nhà cơ. Thì không biết là đi đâu hết rồi. Đây là căn nhà chắc là đang chuẩn bị làm lại nhà hay là ở như thế này mình cũng không rõ nữa. Ông Ngán ơi. Ông Ngán ơi. Ông Ngán có nhà không? À đây, đi sang bên nhà bên này hỏi nhá. Các bạn lúc mà mình lên trên này ấy, thì mình cũng có nghĩ rằng là không biết liệu rằng là lên trên này có tìm được ông hay không. Không biết là ông có đang ở với con cháu hay không, hay là ông lại đi vào rừng, bởi vì di chuyển từ cái chỗ khác ấy. À, di chuyển từ cái chỗ cũ mà đi chỗ khác. Thì lên trên này nghe bà cụ nói như thế, rằng là bây giờ là ông cụ đang ở với lại cháu. Thì mình cảm thấy là rất là vui và hy vọng là sẽ gặp được ông. Nhưng mà lên đến nhà thì nhà cháu của ông cụ mà người mà ông cụ đang ở cùng ấy thì lại ông cụ không thấy ông cụ, mới lại không thấy chú ở nhà. À cháu ơi. À Mikel ơi, lên bỏ. Ủa con chó to đấy. Đi vào đây thắng không giận đâu mà. Mà này là mà này pi nhảy không? Mà này pi nhảy không? Mà này pi nhảy không? Mà này pi nhảy không cả? Pi cho con nong như mẹ, bây giờ con chú nào? Lúc nãy là thấy cái đứa cháu này ở đây mà thấy mình lại chạy vào. Này chứ mình hỏi cháu một tí. Cháu cho chú hỏi là có phải là kia là nhà chú Khôi không? Phải. À phải à? Có phải là mấy hôm trước là có ông chú của chú Khôi, có một ông cụ lên ở với lại chú Khôi đúng không? Ông cụ là ông Ngán này. Vâng. Thế bây giờ ông Ngán đi đâu rồi? Ông Ngán á? Ừ. Về lều rồi. Lều ở đâu? Không biết. Về lều rồi á? Ừ. À. Về lên lấy gạo xong lại về. Nhưng mà lều ở tận đâu? Khỏi gạo. À có nghĩa là ông Ngán cùng chú Khôi lấy gạo đi về lều nhà chú Khôi gì? Không. Lều của ông Ngán. À, lều của ông Ngán á? Vâng. À.
Nhưng mà ông ấy là ở đây lâu chưa? Ông ấy ở đây lâu chưa hay là ông ấy đi lâu chưa? Ông lâu rồi. Ông ấy đi lâu rồi á? Chắc không phải chứ. Hôm qua chú vừa đi lên lều của ông ấy mà. Không biết. À. Thế bố mẹ hôm nay đi làm gì hết rồi? Bố đi phát nương. À. Mẹ đi trả công rồi. À thế à. Thế mấy giờ ấy về? Chắc 11 giờ. À. Cháu tên gì? Cháu tên Hiệp. À, học lớp mấy rồi? Lớp 6. Ừ, chú cảm ơn nhá. Thế là đây là bốn chị em à? Không. À. Ừ, thế chú cảm ơn nhá. Đến đây rồi mình lại có hy vọng rồi nhưng mà lại thất vọng các bạn. Không biết là đứa cháu này nó có nắm rõ hay không. Và lời của cháu nói là không biết có chính xác hay không. Bảo là ông cụ lại về lấy gạo và lại đi rồi. Thực sự đến hiện tại nghe thấy cái câu nói của đứa cháu thì mình lại cảm thấy thất vọng một lần nữa. Thì có khả năng là không thể nào mà có cái sự trùng hợp như thế được các bạn. Bởi vì là ngày hôm qua mình vừa ở lều của ông. Hôm qua mình vừa ở lều của ông ấy. Thì hôm nay không thể nào mà nó lại trùng hợp mình lên đến quê của ông mà ông lại về lều được. Mà cũng có thể là nếu như ông có về lều làm một cái lều khác mà ông đã di chuyển. Bởi vì là trong cái video tập 1 mà các bạn xem ấy thì nồi niêu xoong chảo mà không có ông chuyển đi hết rồi. Thì bây giờ trong đầu mình là đang phân vân là không biết là ông đi về lều hay là ông đi đâu hay là như thế nào. Có lẽ là mình lại tiếp tục mà mình lại phải đi hỏi thôi. Đi hỏi đi, nhưng mà cái tầm này thì các bạn, anh em ở trên này thì đang là cái mùa cấy. Thì như các bạn biết ấy, thì ở trên Tây Bắc có một số cái khu vực ở cao hẳn ấy, như là quê của ông đây, ở hiện tại đây thì lúa chỉ cấy một vụ vào những cái tháng 6, tháng 7 này mưa nhiều thì mới có nước để mà cấy. Với lại đang là cái mùa bẻ ngô nữa, không ai ở nhà, toàn là trẻ con ở nhà, mình không biết hỏi kiểu gì. Mà người lớn thì không biết là mấy giờ người ta mới đi làm về cơ. Có lẽ là bây giờ mình phải đi hỏi. Hoặc là mình sẽ ở đây mình đợi xem là cô chú này liệu chưa có về ăn cơm hay không. Mình đợi quý vị nhé. Không thì mình đi một nhà khác nào hỏi để mình đi xem đã. Hai anh em lanh quanh cả buổi sáng, chắc phải mất tầm khoảng 5 tiếng ở đây rồi quý vị. Thì đi hỏi nhà này nhà kia rồi là mình muốn đi tiếp cận nhất những cái người mà ở gần nhà cháu của ông ấy. Thì mình nghe nói là ông đã di chuyển cái chỗ ở cũ sang một cái chỗ ở mới. Khi mà ông đi lên trên này ấy, thì mọi người nói bảo là có người của nhà nước đấy, mang gạo, mang mì chính, mang mắm muối lên cho ông ấy. Thì ông sợ quá, ông sợ là nghĩ là người khủng bố ấy. Thì ông đã đi lên đây ở với nhà cháu trên này chắc là cũng quãng khoảng hơn chục ngày gì đó. Thì ông không muốn ở với hai cháu nữa thì ông lại vào trong rừng. Thì hai cháu dẫn ông đi xem chỗ nào ông thích ở. Thì cháu mang cái bạt đấy, rồi là mang ngói đi lập cho ông. Đấy, mình có nghe nói là như thế chứ còn chưa chính xác, nhưng mà mình vẫn cứ ở đây để mà gặp được ông, xem là cái hoàn cảnh của ông như thế nào và xem mình có thể giúp đỡ được gì cho ông hay không. Thì bây giờ cũng muộn rồi mọi người, ở đây trong bản này cũng có một người em biết đến Vương, mời Vương vào nhà chơi. Thì nói thật với các bạn là bây giờ cũng phải tìm chỗ nào ăn cơm đã. Trên này thì không có quán xá gì đâu, nó là một cái bản ở trong một cái hùm mà. Quán xá thì cũng chỉ bán mấy gói mì tôm rồi mấy cái gói kẹo cho trẻ con, chứ ngoài ra không có một cái gì cả đâu các bạn. Thì hiện tại là mình đang ở nhà một người em. Thì vào đây, chắc là lát nữa thì mình sẽ ăn cơm ở đây rồi chiều tiếp tục đi thăm nắm tình hình cũng như là đi tìm ông. Đây vừa thấy ông bác ở đây rửa chân tay đây. Đi đâu mất?
Ôi, nhiều trâu chưa? Rất là nhiều trâu, nhiều gà bản nè, các bạn ơi. Ngan kìa. Ngan. Đấy các bạn. Ở trên vùng cao Hà Ông, con đi qua một tí ông nhá. Vâng. Đây con vịt giếc này, ấy vào tận cửa luôn. Còn bên này này các bạn. Đây đây. Em nhìn anh đừng nhìn người khác. Ở đây ba con trâu. Ui giời, nhà ông nhiều trâu đấy. Ba con trâu. Dạ. Ba con trâu này bây giờ là nó phải xem nào, tính ra giá trị kinh tế là nó tầm khoảng một con này khoảng ba mấy triệu không? Con này chắc phải ba mấy triệu chứ. Con này chắc cũng phải trên dưới 30 nhỉ? 40 ạ. Con nghé này tầm khoảng 27 không? 25 à? Thế là ông khoảng bao nhiêu tiền ông mới bán? Không bán để mấy năm nữa để cho nó to. Được cái cái hả ông? Hả? Được cái cái. Được à? Thế là có ba con này là tổng là tầm khoảng 100 với tầm 100 đấy các bạn. Thắng tiến vào đây. Thì ở anh em ở trên miền núi ấy, vùng cao nhà mình ấy là hay làm cái máng này cho trâu cho ngựa ăn này. Đây em quay cao hẳn lên trên này. Đừng nhìn đi đâu cả, người ta quay đâu thì nhìn vào đấy. Đây em vào đây này, cái máng này này các bạn chắc là cũng rất là quen thuộc các bạn rồi. Cả trâu này, cả ngựa, trâu ấy, trâu thì cỏ này này các bạn này. Trâu thì cỏ này để dài được nhá, nhưng mà ngựa ấy thì phải có cái cắt ấy. Đấy, nó như kiểu cái dao kéo cắt ra thì con ngựa ăn nó mới dễ. Đây này các bạn này, đây em lại đây. Đây này, con ngựa này cắt bỏ cỏ vào đây và thái như thế này. Đấy. Cả trâu cả ngựa luôn. Còn nhiều gà chưa kìa. Nhiều gà chưa. Bồ câu. Đấy. Những cái hình ảnh mà về người trên... hình ảnh về cuộc sống đời thường của anh em đồng bào dân tộc ở trên này thì khi mà lên trên này ấy, thì chắc chắn là mọi người hay là ai cũng vậy thôi, sẽ có một cái cảm giác gì đấy nó rất là yên bình, mà một cái không gian nó như nào nhỉ, phải nói như thế nào để diễn tả hết được. Đàn ngan sinh ấy. Thế đàn ngan này là đều là của nhà mình ấp hết hả ông? À. 15 con nữa, tổng cả 15 con, phần đàn bé à, rồi dạ. 11 con bây giờ chết 2 con. À. Thế là ông có tất cả là mấy người con hả ông? Đây đông lắm. À đông không ạ? Thế là ở riêng hết rồi. À thế là em kia là con út của ông à? Vâng. À thế ạ. Đây là cái đây gọi là cái giỏ. Giỏ để hay mang đi bắt cá ấy các bạn. Có một cái loại vợt mà anh em người Thái này, nùng tày này, người Dao thì mình không hay thấy có, nhưng mà mình Thái nùng tày hay có đan cái vợt ấy, mấy cái này này để như này đấy, để này đúng kiểu luôn nhờ. Ôi đâu, thấy em bé ở đây rồi, quên mang kẹo vào đây rồi, tí đi ra lấy sau. À vào trong nhà thì hơi tối một tí. Vâng vâng. Ô ở trên này làm nhà rộng thế. À làm nhà rộng thế. Rất là gọn gàng, sạch sẽ. Ô nhà ông lập plô mà mát thế nhỉ? Mát thế. Mưa nhưng mà trời nắng nóng lắm. Vâng. Thế nhà mình bẻ được nhiều ngô không hả ông? Ừ, hôm nay mới bẻ được tí. Có thêm mỗi mình em ấy đi bẻ thôi à? Vâng. À thế ạ. Thế thằng em nó không bẩn. Thế này là hai vợ chồng ạ. Vâng, hai vợ chồng nó bẻ được tí. Vâng. Đây con chim đây. Thế cháu cứ đi lanh quanh một tí. À, chim gì đây?
Ủa, ông này ông chơi lắm chim thế. Đây là chim chích chòe lửa à? Ôi sao lại cắt cánh nó đi như này? Cắt cánh ấy. À bị gãy cánh. Bên này xem con gì đây? Chim gì đây? Đây là chích chòe than. Đấy, chích chòe than. Toàn là chim đẹp. À bên kia có một con chim. Ôi, cái bà này nằm ở giữa đây. Đây là chim. Chim này tiếng Kinh mới gọi là cái chim. Tiếng Kinh không biết là gọi bằng chim gì nhỉ. Còn tiếng bọn mình ấy thì gọi là Knock at Top. Đấy các bạn, Knock at Top. Con này con non à. Hôm nay được ăn bồ câu rồi. Bắt bồ câu à? À, bồ câu. Ôi. Hai con nhá. Bồ câu này là đưa. Ăn bồ câu rồi. Ê, cắt ở cánh hay là cắt ở đâu? Cắt như cắt gà hay nào? À. Ui, thắng quay lại đằng sau. Ui, các bạn nhìn này. Bồ câu này. Đó, một loạt từ đây sang kia. Tức là trưa nay là hai anh em mình là được hưởng thụ hai con trong cái đàn này. Thì, Vương sẽ ăn cơm ở nhà người em của Vương. Rồi ăn cơm xong là tầm khoảng 12 giờ Vương sẽ đi 12 giờ hơn 12 giờ thì Vương sẽ đi xuống dưới nhà cháu của ông cụ người rừng ấy để mà Vương sẽ nói chuyện rồi là cho ông chú ông ấy dẫn Vương đi sang cái lều mới của ông. Chứ còn nếu mà bình thường ấy nhá, mà Vương mà hay là ai mà ông ấy không quen ấy mà đi đến lều ấy thì ông ấy chỉ cần nghe cái tiếng động là ông ấy đi ra chỗ khác, ông ấy hú, ông ấy trốn luôn. Trừ khi nào có người quen, như mọi người nói là phải đi cùng cháu của ông ấy, à em trai của ông ấy, thì đi đến đấy thì kể cả ông không ở lều mà ông ấy đang trốn ở đâu thì em trai gọi thì ông cụ cũng mới ra. Thì các bạn theo dõi tiếp cái tập 3 các bạn nhé. Xin chào các bạn.